Về cái đức tính của một lập trình viên thì mình nghĩ khá là nhiều chứ không phải là chỉ là một. Thì cái điều đầu tiên đó mà mình nghĩ đến là cái sự cần cù. Một lập trình viên phải có cái tính cần cù, bởi vì không ai biết, vì có một câu nói á là thành công á là dựa vào 99% là sự cần cù và 1% là sự thông minh. Bởi vậy á, là các bạn cần phải cần cù, kiến thức của lập trình nó rất là bao la. Các bạn học một công nghệ ngày hôm nay, ngày mai cái công nghệ đó đã thay đổi rồi, thì chúng ta phải cần cù, phải cố gắng để học tập những cái kiến thức mới. Tiếp theo á, là mình nghĩ là cái tính tỉ mỉ. Cái này nó cũng rất là quan trọng, bởi vì khi mà các bạn đảm đương một cái sản phẩm nào đó của một công ty thì các bạn phải có sự cẩn thận, có sự tỉ mỉ trong đó, thì các bạn mới có thể mà đảm bảo được chất lượng của phần mà mình đang làm. Mới đắm lúc từ đó thì mình mới có từ đó thì công ty nó mới có thể nâng cao được chất lượng phần mềm và sẽ tăng lương cho các bạn được nhiều hơn. Tiếp theo đó là khả năng học hỏi nhanh nhạy. Ngành này thì cái độ khó nó rất là cao, thì các bạn cũng phải biết cách học hỏi, phải biết tự suy nghĩ ra những cái phương pháp học hỏi cho chính mình, thì từ đó thì mình mới lĩnh hội được những cái kiến thức của Việt Nam cũng như là của thế giới. Tiếp theo là các bạn phải có cái lòng đam mê. Theo ngành này, ngành lập trình là một ngành là cần phải có lòng đam mê, bởi vì đam mê thì mới giúp các bạn theo cái ngành này lâu dài được. Nếu như không có đam mê thì các bạn không thể nào thành công và không thể nào mà theo ngành này lâu dài được đâu. Rồi khả năng thích nghi tốt, mình nghĩ cái này nó cũng quan trọng đối với một đức tính của một lập trình viên. Khi mà các bạn đi làm sau sau này các bạn đi làm, các bạn được va chạm với nhiều người, với nhiều công ty, với nhiều cái dự án lớn á, thì các bạn đặc biệt là phải có cái khả năng thích nghi, chứ không thể nào mà mình là quen với cái lời nói cũ được. Mình phải có biết cách thích nghi với những cái môi trường mới. Rồi ngoài ra thì kỹ năng giao tiếp tốt, lập trình viên thì thường thường kỹ năng mềm nó cũng không có được tốt cho lắm, thì các bạn cũng phải tìm cách cải thiện cái kỹ năng giao tiếp của mình, có thể truyền mà đạt được những cái gì mà mình cần nói cho đối phương hiểu.